Newcastle dừng bước tại Champions League. Man United tìm kiếm ứng viên tiềm năng thay Ten Hag. Chelsea sẵn sàng bán Conor Gallagher. Là trận đấu quyết định số phận tại sân chơi hấp dẫn nhất châu Âu, dễ hiểu khi Newcastle nhập cuộc đầy quyết tâm nhằm tìm kiếm thắng lợi. Nỗ lực của họ đã được đền đáp khi đại diện nước Anh vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Joe Linton. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Chichwe sẽ là đội xếp nhì bảng và có được tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, những gì xảy ra trong hiệp 2 lại là cơn ác mộng đối với đội chủ nhà. AC Milan chứng minh rằng họ không phải là tay mờ. Việc kiên trì với đấu pháp phòng ngự phản công đã giúp các đội khách lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Newcastle đánh ngậm ngùi chia tay với đấu trường danh giá nhất châu lục, đồng thời trở thành đội bóng Anh tiếp theo kết thúc vòng bảng ở vị trí bét bảng. Hơi đáng tiếc dành cho Milan bởi họ chỉ xếp vị trí thứ 3 chung cuộc và phải xuống chơi tại Europa League. Paris Saint-Germain là đội hưởng lợi với kết quả này. Gã nhà giàu nước Pháp là đội thứ 2 tại bảng tử thần đi tiếp sau một điểm giành được trên sân Signal Iduna Park. Như vậy là vòng bảng Champions League đã chính thức khép lại và 16 cái tên góp mặt ở vòng knockout đã chính thức được xác định. Đáng chú ý, Real Madrid và Man City là hai đội bóng xuất sắc nhất với thành tích toàn thắng. Arsenal đánh dấu sự quay trở lại mạnh mẽ bằng vị trí nhất bảng. Trong số các đội bóng thuộc nhóm đầu bảng, bất ngờ có sự góp mặt của Real Sociedad. Ở nhóm nhì bảng, Inter Milan, Paris Saint-Germain và Napoli là những cái tên cực kỳ khó chịu. Đây được xem là những đối thủ khó nhằn nhất dành cho các đội đầu bảng ở loạt knockout. Buổi lễ bốc thăm vào mùa 8 cúp C1 năm nay dự kiến diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 12. Mỗi ngày trôi qua, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Erik ten Hag lại trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Mọi chuyện có lẽ sẽ còn diễn ra tồi tệ hơn, bởi Man United phải làm khách đến sân Anfield, nơi họ từng để thua Liverpool 0-7 ở mùa giải năm ngoái. Truyền thông Anh đưa tin, Sir Jim Ratcliffe, người sắp sửa trở thành ông chủ mới của Man United, đang lên danh sách chiêu mộ những ứng viên tiềm năng ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Việc Quỷ Đỏ sớm bị loại khỏi Champions League đã khiến họ đánh mất khoảng 28 triệu bảng và Jim Ratcliffe không muốn đội bóng thiệt hại hơn nữa trong bối cảnh MU đang rất chật vật chen chân vào top 4. Lopetegui và Graham Potter đang là hai cái tên sáng giá nhất tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng nếu như Ten Hag bị sa thải. Cả hai hiện đang thất nghiệp nhưng đã chứng minh được thực lực của mình ở giải đấu cấp cao nhất xứ sở sương mù. Jose Mourinho đã từng bị sa thải khi Man United để thua Liverpool vào tháng 12 năm 2018. Liệu lịch sử có tiếp tục lặp lại vào cuối tuần này? Sau chấn thương của Harry Maguire và Luxor ở trận đấu với Bayern Munich, Man United đã phải đối mặt với tổng cộng hơn 20 ca chấn thương ở mùa giải năm nay, một con số rất cao và là nguyên nhân không nhỏ khiến thành tích của Quỷ Đỏ ngày một đi xuống. Gary Odisco, người đứng đầu bộ phận y học thể thao tại MU cho biết, những phương pháp điều trị tại câu lạc bộ đã lỗi thời và sẽ sớm bắt tay tuyển dụng những học viên trẻ hơn nhằm thực hiện các phương pháp mới. Do đó, tương lai của một số thành viên trong đội ngũ y tế hiện sẽ bị đe dọa. Chấn thương của Mark Allister diễn ra phức tạp hơn dự kiến rất nhiều. Vết thương đã đi qua cơ và vào tới xương. Cậu ấy vẫn cảm thấy rất đau và chúng tôi không thể mạo hiểm được. Trái với những chẩn đoán ban đầu cho rằng Mark Allister chỉ nghỉ vài ngày là có thể thi đấu trở lại, những phát biểu trên của Klopp cho thấy cầu thủ người Argentina rất có thể sẽ vắng mặt ở những trận cầu sắp tới cùng Liverpool. Trước tình hình khó khăn này, câu lạc bộ đang cân nhắc tính đến phương án gọi lại những bản hợp đồng cho mượn là Nat Phillips và Cavani để xoay tua đội hình. Giờ cô vẫn đang chinh chiến ở 4 đấu trường khác nhau, vì thế đây được xem là quyết định hợp lý. Ở mùa giải năm nay, Conor Gallagher thường xuyên góp mặt ở đội hình chính Chelsea, cũng như là người đeo băng đội trưởng mỗi khi Reece James vắng mặt. Tuy nhiên, đó chỉ là ở thời điểm mà Nkunku đang gặp chấn thương. Một khi cầu thủ người Pháp quay trở lại, rất có thể Gallagher sẽ phải lên ghế dự bị. Hợp đồng của Gallagher và đội chủ sân Stamford Bridge chỉ còn thời hạn 18 tháng và hiện vẫn chưa có bất cứ động thái gia hạn nào từ đôi bên. Đang có thông tin cho rằng Chelsea muốn bán bớt một số cầu thủ để dồn tiền mua thêm tiền đạo mới. Gallagher đã từng bị đưa vào danh sách thanh lý ở mùa hè năm 2023, nhưng không có đội bóng nào đáp ứng được mức giá 50 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu. Không bất ngờ với việc vị thuyền trưởng Man City có tên trong danh sách đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất năm sau khi ông đã giúp câu lạc bộ làm nên lịch sử bằng chiến tích cú ăn bà vĩ đại. Bên cạnh Pep, hai cái tên còn lại trong danh sách là Simeone Inzaghi của Inter Milan
và Luciano Spalletti, cựu huấn luyện viên trưởng của Napoli. Có lẽ hai vị huấn luyện viên trên chỉ góp mặt để làm nền cho Pep, bởi chẳng ai đạt được những thành tích vô tiền khoáng hậu như ông ở năm 2023. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại London vào ngày 15 tháng 1 năm 2024. Như vậy là các bạn đã cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý nhất 24 giờ vừa qua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ ekip. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình điểm tin tiếp theo.